Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Tôi lại làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm nữa là sập thờ mai điểu gỗ gụ chân 24. Sập thờ gỗ gụ mang kích thước là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m27. Toàn bộ phần chân là chúng tôi làm to 24 cm. Phần dạ quý vị đang xem đây là dạ dày 6 phân. Phần ngang cũng làm dày 6 phân. Đây là sập thờ mai điểu. Thì bên cạnh những chiếc sập thờ mai điểu này thì chúng tôi cũng đang sản xuất những chiếc sập thờ tứ linh cho quý vị tham khảo. Để chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc dạ sập thờ đây. Những chú chim được đục rất là có hồn, y như là những chú chim thật vậy. Sập thờ cây mai này được chuyển hóa từ mẫu sập ngồi thập đều quần mai. Ở giữa dạ tôi đục chữ phúc. Vì là sập thờ mai điểu chạm mai và những chú chim điểu. Những người thợ chúng tôi đang đánh giấy giáp đây. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ sập thờ chân 24 là chúng tôi làm mặt liền. Khuôn dày 5 phân và ván dày 2 phân là mặt liền tấm. Sập thờ mặt liền tấm thì có giá trị là cao hơn những sập thờ mặt ghép. Để yêu cầu trình độ thợ là tay nghề cao thì mới làm được. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý vị có thể theo dõi được những sản phẩm mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành.